con hỏi thầy chú Trì tí xíu thôi. Tức là sư phụ nói là Bác Hồ có hợp đồng với lại cha là 80 năm để trải nghiệm cho chú Trì. Thì khi nào mà sư phụ hỏi chú Trì là cái thời điểm trước Bác Hồ xuống trần, con biết ổng ở đâu, nhưng mà cái thời điểm là trước năm 45 thì chú Trì chắc có tạo nghiệp lắm không sao mà. Hỏi là con không biết hả? Nước Việt ngày xưa của mình á là ở bên sông Dương Tử bên Tàu, bị người Hoa Hạ là người Bắc Kinh bây giờ á, trăm bộ lạc của mình á, Lạc Việt, Âu Việt, Mân Việt, người Philippines, người Indo, người Mã Lai, người Thái Lan, người Miên, người nào đều là người Việt, cũng một cái giống da người Việt. Còn cái người Việt mình hiện tại á thì cũng là anh em với họ. Thì khi mình bị người Bắc Kinh tấn công xuống, mình chỉ có tới cái Hà Tĩnh thôi, Huế thôi. Thì lúc đó chú Nguyễn Hoàng chính xuống rồi ba vua đó mới bị ông Trịnh gì đó, Trịnh Kiểm hả? Trịnh gì hồi, thời đó đó. Thì lúc đó là ngày Nguyễn Minh Khiêm á, ổng mới nhìn mấy cái đàn kiếm, ổng ông Trịnh Kiểm là anh rể của chú Nguyễn Hoàng, ổng nói là hoành sơn nhất đáng dạng đại thế thung. Thì từ đó chú Nguyễn Hoàng mới thoát thân, mới đi về miền Nam, thì mới không có bị anh rể giết. Thì từ đó 13 đời vua của nhà Nguyễn ra tấn công giết nguyên một cái nước Chiêm Thành và Chân Lập. Hồi đó có mấy quốc gia ở phía miền Nam nữa, rồi Miên nữa. Thì từ đó mình mới có cái mũi Cà Mau. Chứ hồi xưa thật sự nước Việt mà thời vua Lê Chúa Trịnh á, mình chỉ có ngang tới Huế thôi. Thì nguyên cái dãy miền Nam cho tới thời Gia Long, Nguyễn Ánh, rồi qua cho tới thời Minh Mạng. Ông Minh Mạng á là chính sách thôi mà. Ok, muốn cho dân mình có đất mở mang bờ cõi thì phải không biết là ổng hay là lính ổng biết hay là tướng ổng biết, ra lệnh mỗi người lính mỗi ngày á, mà mỗi tháng nha, muốn lãnh lương á, phải đem 4 cái đầu của người Chiêm Thành cống nộp thì mới được lãnh lương. Người Chiêm Thành thời xưa dân số đông hơn người mình. Chúa Bồng Lai á là cái có ra bản gì đó là Hận Đầu Bàng á, Hận Đầu Bàng á muốn ca giúp chùa ca cho Hận Đầu Bàng. Thì từ đó á mới là có Hận Đầu Bàng. Thì mỗi tháng lãnh lương là 4 cái đầu. Có nghĩa ác không ạ? Hả? Họ cũng là con người, cũng là con thượng đế, đúng không? Thì từ đó mình mới bị cái nghiệp. Thì hồi nãy mình để cái tháp này, tháp con nè. Cái tháp này là để cho người Chàm, dân linh họ chết cách mấy trăm năm đâu có nhầm gì đâu. Hôm nay họ nhập vô tay cái Bắc Trọng, quẹt mấy chữ con gái là giao Hoàng Sa, vô Bắc Đồng ký một cái là giao Trường Sa, vô Bắc này ký một cái là giao chính dân đồn, ký một cái là giao Phú Quốc. Tức là ma quỷ nó nhập vô tâm của những nhà lãnh đạo mình để nó quậy nát cái nước Việt của mình. Song song trong những nhà lãnh đạo cũng có những vị Bồ Tát, những cái thiên cha mẹ sai xuống để mà kèm chế ngược trở lại. Không phải trong lãnh đạo của Tập Chính Bình là quỷ không đâu nghe, cũng có Bồ Tát trong đó. Trong lãnh đạo hàng ngũ của Việt Nam không phải là quỷ không đâu nghe, cũng có Bồ Tát trong đó. Trong Quốc hội của Mỹ, nhất là Biden nữa, không phải là mấy cái Reno không đâu nghe, nó cũng có những vị thánh trong đó. Bên Cộng Hòa cũng vậy, bên nào cũng có lẫn lộn. Gần nhất là trong gia đình mình cũng có quỷ sống chung với mình. Mỗi một buổi tối mình ôm con quỷ mình hôn chục chục á. Nhớ lúc chồng mình là quỷ mình đâu biết. Quỷ nó có nhiều chiêu lắm, nó miệng lưỡi rồi nó biết nịnh hót đồ, mua bông hồng đồ không. Tại nó vừa đi ngoài đường nó làm chuyện tầm bậy là về nó mới nịnh con rồi. Cái thằng nào mà nó cương trực á thì mới khác. Cho nên mình đâu có biết được. Ngược lại mấy anh chồng cũng vậy nữa, thằng không mình ngủ chung với hồ ly mình đâu biết,
vừa ra đường quậy mình cái về nhà giả bộ rút ve mà anh ăn cơm chưa rồi nữa. Người có lỗi hay như vậy, nhưng mà ngược lại là họ thiên phải có cái tánh gọi là ngay thẳng. Mình cũng bắt chước cái đó, nhưng mà mình thật tình mình cũng phải tốt với chồng mình, cũng phải mặc ăn mặc đồ về nhà rồi cho chồng rửa mắt đụng chút. Nhưng mà mình là thật lòng, tại vì cái thật á nó sẽ bền và đưa hạnh phúc vĩnh cửu. Còn cái giả quỷ ma nó giả, nhưng mà nó bén địch thôi, ngắn thôi à, giống như đi nhảy đầm hay đi tuổi tiền vậy, nó vui chút xíu là tan. Cái Hồ Chí Minh ký hợp đồng với hình đế 80 năm xả tội cho nước nghiệp nước Việt, và cũng cùng cái ngày hôm đó cũng ký hợp đồng trả nước Việt lại cho người con dân nước Việt. Tất cả những thể chế trên thế gian này, những đại đế hay là những nhà độc tài trên thế giới đều là vì dân, họ mới phát trương ra vũ lực sức mạnh để mà so áp với dân, để chứng tỏ ta để lo cho dân. Trước mắt giống như Nga hay là Putin, Tập Cận Bình hay Trung Cộng, Đảng Cộng sản Trung Cộng 4-5 triệu đảng viên, họ cũng muốn lo cho dân họ, vì họ biết trong tương lai dân số Trung Cộng lên tới mấy tỷ người đi đâu xấu, phải giết hết mấy người Mỹ trắng này, giết hết mấy người Mỹ đen này, phải thôn tính nô ả địa cầu này để cho một mình dân Trung Cộng sống. Thì họ cũng có cái tấm lòng để lo cho dân, nhưng mà song song họ độc tài họ ép. Họ quên đi một điều, Thượng Đế thằng Mỹ trắng cũng là con tao, mày cũng con tao, hiểu không? Thì họ mới bành trước. Thì hôm nay ngược lại cái kho mà cái nghiệp, cái nghiệp quả nó đổ á, thì cả thế giới tẩy chay Trung Cộng. 10 năm trước thì giàu nhất thế giới, Mỹ còn thiếu nợ mấy nghìn tỷ. Hôm nay bển đang chết đói, rồi gặp thì trời phạt hạn hán nữa, rồi hôm nay á sắp sửa chiến tranh nữa, là sắp sửa chết đói nữa. Thì bị cấm giận, hôm nay mấy cái hai tháng bị cấm giận. Cấm giận là giống như cho đứt mặt máu hoặc là không có thở vậy. Còn quýnh mà quýnh lộn như hai thằng đô vật mà bầm môi bầm mặt, như kiểu mà mấy thằng lực sĩ mà trên khán đài đấu nhầm gì. Giỏi lắm là mày sưng mặt gãy tay gãy xương thì cũng chữa được. Còn cái này mà cấm giận kinh tế gì mà là giống như cút ống đó, cút ống mà cho đứt mạch máu chết đó. Nó còn mạnh hơn là bắn hòa tiễn nữa, con biết không? Quan trọng lắm á. Thì cũng là vì dân mà họ bị bao vây như vậy. Cho nên cơ trời đi á là cái luật thành trụ hoại diệt. Muốn thành trở lại á thì dân cũng phải người đứng lên, nước Việt cũng sẽ thế thôi. Khi mà dân đói, khi mà dân không có đồ ăn, khi mà dân không có việc làm, khi mà dân ở cái trạng thái gọi là frustrated, có nghĩa là the end of the world vậy đó, thì dân cũng đi kiếm bò để mà làm steak, bò vàng, biết bò vàng không? À, chờ xem. Thì cái ngày ký với Thượng Đế 80 năm cũng là cái ngày tử, bất di bất dịch. Chỉ có một người, những người chức vụ, chức quyền và không có hiểu về luật nhân quả, không ai khó, ba đời cũng chẳng ai giàu ba họ, họ mới không tin những lời của chuyện này nói. Nếu họ tin họ được cứu rồi, nếu họ tin họ còn giữ được tài sản, và họ tin đó, họ sẽ qua một cái lúc giao thời để mà chuyển tiếp nhẹ nhàng. Chỉ có một cái là hôm nay cái nước Việt, ngoài những cái chuyện ăn chơi xa đò rồi cổng quán cắn gà nhà, khỉ giữ nhà quá cắn chơi để cho rắn rết vào bê trứng gà thì họ giỏi, còn về tinh thần dân tộc không còn bao nhiêu người lãnh đạo có tinh thần dân tộc. Tất cả đa số đều là đi liên với Trung Cộng hết, tình báo qua nàng hết. Cho nên nói rất là buồn. Buồn ơi là buồn.
giàu cho cái con người chúng ta nó y như con kiến. Giống như mình ở trên đỉnh đến nuôi đàn gà, chúng ta giống như đàn gà con đó không? Cỡ kiểu nào đi nữa hả? Bây giờ con gà nó có làm gì làm cũng không có qua khỏi được người chủ nuôi, đúng không? Thì cha mình là tạo ra mình, mỗi cái thể chế nó đi theo thời gian sẽ thay đổi. Ông Diệm cũng thời Đệ Nhất Cộng Hòa cũng bị giết. Đệ Nhị Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu không đánh cũng phải bị chịu thua, đó là gì cơ bản. Thời hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ như thế, cũng vậy thôi, không đánh cũng sẽ thua. Chỉ có chúng ta và những người thể chế tam vô á, họ mới không có hiểu. Chứ thời xưa những thời giống như Sở Hán Tranh Hùng, Tam Quốc Chí, hay là cả thời Tần Thủy Quang, Tần Thủy Hoàng á, hay là nhà Hán Lưu Bang này nữa, chỉ chém xà thôi là biết ông này có chân mạnh cao, cái cả nước nói ổng là thứ dữ, đâu có gì bằng chính đâu, chặt động rắn thôi hả, rồi đưa lên làm vua. Chỉ cái thời nay nó quá lì, nhồi cái khô cổ luôn á, không biết nước nữa, cũng không hiểu. Những cái thể chế thời xưa cũng giống như Trương Lương hay là Phạm Lãi, Hộ Câu Tiễn, Trương Lương, Hộ Lưu Bang, những cái gì vua đều là tin. Cả ông Lưu Bị cũng phải tin Gia Cát Lượng có thần thông để mà giúp, thì họ đều có tin tâm linh, họ thành công. Bất cứ nguyên thủ quốc gia nào, một vị vua nào, cả nước Việt cũng vậy, đều tin tâm linh. Tại sao hôm nay mấy ổng không tin? Chỉ tin có Bác Hồ không à? Hồ đâu có cứu nổi, mệt quá. Thôi nói chuyện rồi.